Ý, đồ cua ác quá. Cái gì? Đúng lúc à? Và đây rồi. Chú nó có một chuyện gì đấy đây. Hello, đây là bạn Mika mà các bạn nói mãi. Mika à? thì bạn này là mới vào team gãy các bạn ạ. À. Hôm trước tôi biết mà, tao cố tình tao quay lướt qua mày để cho các bạn hỏi. Rất nhiều người hỏi. Thế ạ? Ừ. Đây là vlog hỏi chị hay là live stream? Đây là vlog. Đây là bây giờ mình sẽ tối là sẽ ở trên Yến Xôi gãy vlog, có thể là tối nay hoặc là tối mấy hôm nữa. Thế mọi người, mình rất là hâm mộ chị Yến Xôi. Ở trên TikTok của em mọi người có hỏi em là em đã gặp chị Yến Xôi chưa, bên ngoài chị Yến Xôi như thế nào? Không có chuyện đấy đâu. Ý các bạn là đã gặp chị Yến Xôi chưa mà chưa thấy lên vlog. Bây giờ câu hỏi các bạn đang quan tâm nhất là Mika có người yêu chưa? Chưa có người yêu. Cái gì? Anh Quang Lip có vợ rồi mọi người. Anh Quang Lip có vợ có con rồi. Chưa người yêu các bạn nhá. Sao ở trên kênh mọi người lại bảo là em là Thiên An à? Em là sao lại tên là Thiên, chị Thiên An thì tưởng là tên phụ ngày xưa của em là Thiên An, nó không phải, các bạn nhầm à? Vâng, Thiên An là mọi người bảo em giống hay sao ấy, còn ngày xưa là Chim Chi mà tên là Tường San nên là mọi người kiểu hay bảo là Tường San. Thế mọi người nhầm đấy mọi người ạ. Sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2000 ạ. 2000 bằng tuổi Long Tổ. Năm 24 rồi. 2000 mà chưa gì xuất các bạn ạ. Thì đây là bạn ấy sẽ đi tìm gãy TV và diễn cùng anh Hiếu Xôi. Đấy nha, tất cả mà... À, các bạn đã thấy Facebook của Mika chưa? Facebook của Mika đã tràn vào đấy chưa? TikTok của Mika đã tràn vào đấy chưa? Vừa đâu, mọi người chưa tràn lắm đâu. Đây là luôn. Mình là Trần Diễm My nha. Facebook Trần Diễm My. TikTok là gì? TikTok là Mika My. TikTok Mika My. Trần Diễm My bao nhiêu follow cho các bạn dễ follow là? 120 mấy ấy, nhưng mà tự dưng bây giờ cái Facebook em thấy nó không hiện mấy cái người theo dõi nữa nhỉ? Không biết, vẫn hiện mà. 120 mấy ca nha các bạn nhá. Vào follow nha, đấy nha Mi nhá. Em cảm ơn. Rồi, đấy được rồi đấy. Được chưa các bạn, được chưa? Đây cho xem. Mọi người hãy ủng hộ chị Yến Xôi nha. Không, ủng hộ Mi nha. Còn chị Yến Xôi thì hot quá rồi. Chị không phải hot mà là chị quay vlog nó như kiểu là quá bình thường rồi. 600 bao nhiêu tập vlog vậy ạ? Các bạn chỉ xem để các bạn biết là những cái người mà các bạn ấy quan tâm là có ở trong vlog để các bạn ấy cắt TikTok giật hay không thôi. Cái gì? Mày bảo cái gì? Mày bảo luôn đi. Check tin nhắn từ lúc nào? Nhắn từ hôm qua. Ai biết đâu? Hôm qua. Ê, xinh à? Xinh à? Không, để không để máy nữa. Bỏ ra phát là ngu đi mấy chân kính luôn, bỏ máy ra đẹp hơn đúng không? Ừ, đấy thế, sao thế nhỉ? Sáng mặt ăn tiền. Thế là Thảo Ly à? Thảo Ly thì tay nghe ngày gì? Sáng rất là xinh. Trời, lúc bị nồm quá ấy, các bạn ơi. Phan Anh, em thích nhất điều gì ở cái thời tiết nồm như thế này? Nồm ạ? Mong thấy đang nồm mà đang dính hết cả chân này. Em chân ướt lại đi vào lép rồi. Em có biết em làm gì vậy? Không, em thích nhất điều gì ở cái thời tiết nồm này? Không có thích điều gì ở cái thời tiết nồm này à? Ôi, thời tiết... không có điều gì để thích à? Ngồi nhậu. À, nồm mình ngồi nhậu. Mình không nồm mình cũng nhậu cơ mà, cứ gì nồm đâu. Nhưng mà nồm ngồi nó hay hơn. Không. Cảm giác không ẩm ướt hơn. Cảm giác độ ẩm cao, dễ ăn, dễ uống hơn. Đúng rồi, ngồi ăn nướng chứ. Hôm trước bọn em team em đi off ở cái chỗ ngoài quảng trường. Đấy, view đẹp nhưng mà... Cái hôm cái Nhiên nó bị đi viện đấy đúng không? Còn... À đâu, Nhiên team khác. Nó đang muốn chuyển hướng từ diễn viên sang reviewer đấy các bạn. Còn đấy chắc là lần đầu và cũng là lần cuối đến.
Người ta bán view. Người ta bán view. Tuyến tiền đến chưa nhỉ? Tuyến tiền đến chưa nhỉ mày nhỉ? Chưa. Chưa đấy, chỉ có hỏi nó là biết rõ thôi. Lề mề lắm. Con gái người ta bao nhiêu bước, bao nhiêu công đoạn. Ý, thế ra ở túi giấy lại có một cái gương. Diễn viên làm phải thế. Vì hôm nay tôi sẽ đứng ở đây. Hôm nay sẽ mai là người đi làm muộn. Nè Phương Anh. Gì vậy trời? Đây là hai lớp bảo mật của công ty. Đây là hai lớp bảo mật. Ngọc Anh sưng phổi to quá. Phổi cái này ốm này sưng phổi. Không phải đâu chị ạ. Mùa nồm nó ẩm nó. À, mùa nồm nó phồng ra đúng không? Ngọc Anh ơi, mùa em thích gì nhất ở cái thời tiết nồm như này? Không thích thêm gì. Hả? Thời tiết này á? Ừ, em thích gì nhất ở cái thời tiết nồm như này? Nồm thì không ai thích rồi ạ. Đấy thì nghe rằng em phải đấy mới là câu trả lời đúng. Nó giả vờ đấy chị ơi. À. Thế mùa nào mà ta chẳng đi nhậu được? Ờ, à, thấy chưa? Nào phải thích nhất ở trong cái mùa nồm này cơ mà. Không, mùa nào ta cũng... Đấy, ta vừa bảo nó rồi, đi nhậu với cả đi ăn lẩu thì lúc nào mà chẳng đi ăn được, cứ gì mùa nồm. Đúng. Thế còn mùa nồm mà chả ai thích cả. Thích nhất trong mùa nồm cơ mà, có phải không thích mùa nồm thì nữa. Không ai thích làm cái gì trong cái mùa nồm ấy hết. Không làm cái gì nó cũng không thích luôn ấy. Nói chung là khó chịu, khó ở 100% luôn. Nhưng mà câu hỏi chị Yến là phải làm. Mày phải thích. Câu hỏi của chị Yến là thích cái gì ở trong mùa nồm này, đúng không? Trong cái mùa nồm này thì em thích cái gì nhất? Không thích gì cả. Ừ, cũng chả thích gì hết. Mất eo mình... ôi, nó bẩn đã. Nằm trong chăn thì nó cũng dính, nó cũng ẩm á. Thật là... Mùa nồm được không ạ? Ô, chỉ có miền Bắc mình mà có đặc quyền có mùa nồm thế đấy. Mấy cái nhà cơ sơn thì còn đỡ nhá. Mấy cái nhà mỗ phải lên tường ấy. Đúng rồi, nó còn ấy lên tường cơ, nó còn như cảm giác như cảm giác kiểu sống ở trong hang á. Mình bật điều hòa chế độ dry là được. Dry. Mùa nồm mình không nên mở cửa ở nhà. Mở hay không thì nó vẫn nồm cả thôi. Mở hay không nó nồm mà. Mở nó sẽ nồm nhiều hơn bởi hơi nước nó bay vào. Làm gì nó là nồm bà. Làm gì nó cũng vẫn thế thôi. Ta hãy chờ đợi người tiếp theo đến. Mùa nồm. Nó nghĩ đi nghĩ lại thì không có cái gì trong cái thời tiết nồm này để làm mình thích cả. Kể cả được đi chơi cũng không thích luôn. À anh Hiếu. Hiếu ơi, trời nồm này thì cái gì thích nhất ở trong cái thời tiết nồm này em? Đi làm. Đi làm. Nhân viên ưu tú cũng được. Đi làm nhân viên ưu tú. Trả lời như thế thì không có gì để vặn vẹo thêm cả. Hai đứa kia. Trả lời đi. Câu trả lời. Đấy là câu trả lời của anh Hiếu hoàn hảo. Là câu trả lời của Hiếu gãy media chứ không phải là của Hiếu Thanh Vân. Có nghĩa là nó vẫn đang diễn đấy các bạn. À đây là Vân đây. Hôm tươi hôm héo. Tình yêu đôi trẻ. Còn đây cái mùa nồm này thì em thấy cái thích nhất cái gì ở cái mùa nồm như này em? Em chả thích cái gì cả chị ạ. Không thích gì à? Không thích thì làm à? Quần áo toàn mùi chó con luôn. Quần áo toàn mùi chó con. Ý là thế. Chó. Ý, đôi trẻ đấy. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì. Sáng ra đã chọi nhau rồi hai cái đứa này. Thế làm sao mà đánh? Nhờ. Ăn bánh trưng rán. Một đứa rán bánh trưng, một đứa ăn xong hai đứa cùng béo. À, bánh hạt rẻ, bánh hạt đắt. À! Gì? Không. Tôi phát hiện ra này nó có hình xăm các bạn ơi. Giơ chân lên thằng kia. Sao lại giơ xăm một cái vị trí như thế nhỉ? Mày giơ chân lên xem. Ô, em giống mình nhìn thấy luôn ấy. Oh. Đứng im, đã im. Vâng. Im. Ôi chị ơi. Chắc chắn sai lầm tuổi trẻ luôn. Đứng xem nào. Thùng rác nào em. Không phải thùng rác, mày đứng im đã xong mày đi. Thôi. Đi nào. Các bạn ơi, để tôi sẽ nhờ. Tôi sẽ nhờ lúc nào nó quay trộm mày lộ bí mật cá nhân rồi. Chắc chắn là sai lầm tuổi trẻ. Đâu, có gì đâu. Nhưng mà tại sao đầu mõm dép mày lại phải như thế? Bởi vì có 4 đôi, công ty có 4 đôi khác nhau. Đánh dấu không ạ? Ấy, lần đầu tiên nhìn thấy rồi, tôi sẽ nhờ cái Tuyền để tôi xem được là cái chữ gì. Mãi mãi yêu em tên gì đấy thì thôi, hết tán gái. Hoặc là xăm cái hình là mãi mãi yêu em Linh thì từ nay chỉ yêu mỗi em Linh thôi. Đâu, chữ này là
Wow, xăm vào chân đi thật nhiều. Đây là Nhiên vừa ốm xong vừa đi viện về đấy các bạn ạ, khổ thân nhưng rất là gầy. Nhiên ơi, mùa nồm này thì em thích cái gì nhất ở cái mùa nồm này em? Em thích một cái máy hút ẩm. À, con này rất là tỉnh táo này, rất tỉnh tám này. Đang hỏi. Không, cứ thích cái gì nhất của cái mùa nồm này nhưng mà mọi người toàn trả lời chạch câu hỏi thôi. Chạch câu hỏi đúng. Ừ. Đây là. Không, anh này anh không biết nói đâu. Gì luôn đấy. Thường là chỉ thốt ra được một số câu thôi chứ không biết nói gì ngoài quay mặt đi khỏi cái cam. Như là khuất nứng các bạn ạ. Ê, sáng các làm 3 thùng rồi anh. Hôm qua bố vứt trâu 10 thùng à? 20 thùng. Ôi dồi, tận 20 thùng thì bán bao giờ cho hết. Hết rồi, còn 1 thùng. À thế à? Về tôi hỏi chuyện. Cái kia nước à, kiểu gì ạ? Được em. Anh chị lấy ủng hộ em với nhá. Được. Uống nước cái vào đẹp da. Đẹp da. Đây, không thấy đi mụn nữa. Uống nước đấy vào đẹp da. Uống nước đấy, uống nước nào cũng đẹp da hết chứ ơi. Ê, mày gọi thế là gọi lá ấy. Ôi ôi. Ôi, xôi bố anh à. Chủ tịch tập đoàn ABA sáng ra đi làm mang theo cái gì đây? Mang quần áo màu mới kia đi giặt. À mang đi giặt à? Nó sẽ tích nửa tháng rồi đi giặt lần các bạn ạ. Ngay đây á. Quỳnh ơi, trong cái thời tiết mà nồm như thế này em thích nhất cái gì ở cái thời tiết nồm như thế này em? Chẳng thích cái gì cả. À, đúng rồi đấy. Chẳng có cái gì. Cái quét nước à? Kiểu OCD là thích thế đúng không? Xong xong hôm nay nhớ lên vlog xem lại hình ảnh mình nhá. Này trông rất cute. Này ở này, ở đây cái Tuấn đây rồi, Tuấn đây rồi. Chị ơi, chị cho em vay 130 em trả tiền nước cho nào. Thế mày chuyển khoản đấy được không? Tao không có tiền, tao cũng không có ví ở đây, lâu lắm rồi tao không dùng tiền mặt rồi các bạn. À, cứ chìa khóa trong nhà đi, đi vào lấy chìa khóa đi, tao cho quay. Có mất một thùng à? Em trêu, em chỉ hỏi thế thôi. Em ơi, mình không được. Tối nay trong cái thời tiết nồm như này thì em thấy cái gì thích nhất ở cái thời tiết nồm này em? Em thích ra chăn đi ngủ, chăn nó cũng dính luôn đấy. Không dính một tí nào luôn, bật điều hòa lên. Bật điều hòa chế độ gì? Nóng. Bớt điều hòa, mày tính mày không biết dùng rồi. Dry. À gì? Hút ấm. Khỏi. À, hút ẩm ấy. Chỉ có bật chế độ đấy lên thì nó mới đỡ thôi. Còn mình xịn hơn thì mỗi góc mình để một cái máy hút ẩm. Trời ơi, tất cả các thứ nó đều dính, đặt chân luôn. Đặt chân xuống gạch nó cũng dính. Không bớt gì cả. Mỗi thùng nó lại được. Chị đại của chúng ta trong này trông hơi hoang dại các bạn ạ. Kiểu thứ 21 nó đang ở đáy ấy, xong nó mới lên dần thứ 7 chủ nhật nó lên cao đỉnh, xong bắt đầu thứ 2 lại rớt xuống. Đây là anh Hiếu. Anh Hiếu ơi, em xin một vài cảm nhận khi anh là bạn diễn với một bạn gọi là Mika các thứ. Cảm giác nó nào anh? Mình làm công việc là nghiêm túc tập trung. Có nghĩa là phải đi về chị ạ, cho mới nói nhiều được chị ạ. Ờ, còn không cứ kiểu cảm giác anh cầm tinh con hến đúng không? Anh cầm tinh con hến luôn. Anh ơi, đấy là tủ giày của em, làm gì có cái gì mà anh tìm. Tủ giày của em á? Tất cả em đất chiếm trong đấy 100% đều là giày của em. Anh ấy đã né tránh vlog và không muốn nói gì thêm. Không có gì để nói thêm. Không sao, thông cảm cho anh này các bạn. Anh ấy không biết nói chuyện đâu. Đây là anh Đồn Đạt. À, sếp đi làm muộn rồi, chấm công mất 100.000. Cảm giác nó rất là khác nha các bạn nhá. Cảm giác nó rất là khác so với cái khi mà nó lên đồ chủ tịch nhá. Đây là Phân Anh. Phanh. Công ty tôi nhá, hai Phương Anh, một Phan Anh. Tên nhiều nhất là tên Hiếu, tên nhiều thứ hai là tên Phan Anh. Đúng vậy. Mưa à?
Ừ, mưa lại còn rét chứ. Mưa con trâu rồi. Không hiểu lắm. Hôm nay lâu lắm thì mình mới đi lên trên này á. Thỉnh thoảng thì mình mới lên đấy. Và chúng ta đã lên đến tầng 2. Đứa nào đang make up ở đây không? À, nó chạy ở dưới kia lên trên này để nó make up. Không vấn đề gì hết em ơi. Chị, con em đây của em à? Không, sao đâu. Xin, chẳng có ai gì cả. Nên cái trang điểm lúc mẹ nó còn soi đèn thẳng mặt nó chứ không mắt mắt nó gườm gườm để nó cạo lông mày thì ôi giời ơi. À. Bây giờ nha, tắt điện đi phát, nó vẫn để cái đèn flash đấy, nó chuyển từ trạng thái đi sang trạng thái bò thì thôi hú hồn. Tầng 2 thì lên tầng 3. Bà trà có vườn tây tuyết phương ăn. Ấy sợ. Ấy nghe tiếng hò biết à, trông ốm yếu quá. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog của Yến Sôi. Và vlog của chúng tôi đến đây là kết thúc à? Lại cô đấy chỉ nói như em không nói. Nhìn Tuyết rất có vẻ ốm yếu nhưng mà nó mở mồm ra phát lại rất khỏe. Ốm yếu chẳng qua là chưa bôi son thôi. Ai cũng thế cả các bạn ạ. Chị ở đây chị thấy không rời không? Eo nó giảm ăn uống tầm bữa hai hôm rồi. Thất tình đúng không? Nhảy giảm lòng mình. Em về nhà em ra tập xong rồi em nhảy cardio. Cảm giác bụng em nó bé hơn. Là cảm giác thôi. Nó tầm bằng 2 hôm nó cảm giác nó bé hơn. Nhưng mà thôi em ơi, có cảm giác thế là có động lực để em cố lên em. Biết gì không? Ví dụ nhá, ví dụ mà em giảm được trong một tuần đấy em giảm được 5 cân chẳng hạn. Thì sau mà khi giảm được 5 cân, em nghĩ là wow, giảm cân thành công rồi, nhưng không. Đấy mới là bắt đầu quá trình giảm cân thôi. Bắt đầu lúc nào mình giảm 5 cân, mình thấy là wow, mình đã giảm cân thành công rồi, thì lúc đấy mới là bắt đầu quá trình giảm cân. Có nghĩa là mình phải giữ được cái giảm 5 cân đấy cho mãi về sau thì mới là thành công. Còn không thì cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi. Cũng chỉ là ngọn cỏ ghen đường. Nói thoải mái đi. Cái gì á? Chị Tuyết. À, đây rồi, đông quá. Một phát, một hai đứa nó quay ra nó cũng đều luôn ấy. Ờ? Hôm qua thì em vẫn say cà phê tận bây giờ luôn. Thật là vãi trưởng. Đây là lần đầu tiên Hùng nói em say cà phê chị ạ. Ừ, chắc là cà phê nguyên chất nên là nó say. Ngon quá, một phát uống một cốc luôn. Thôi mày đừng nói đến một cốc, ta còn hai cốc đây này. Lần sau cho uống nữa không? Có. Hôm qua chị mời nó cà phê à? Ờ. Hôm qua cả đội anh cũng có cà phê để uống. Con Ngọc Anh là bị muỗi đốt má đúng không? Nhìn thấy nốt luôn. Trời này nhiều muỗi các bạn ạ, nồm. Nó sưng lên luôn đúng chị? Nó không sưng mà nhìn thấy vết thâm. Đây chẳng le. Đây là căn phòng gọi là đổi đầu của chúng tôi. Trang điểm xong đổi đầu. Ý, rồi cái gì đây? Công ty mình nhiều người cắt mái thật đấy. Đúng rồi, Ngọc cắt mái trông thật là vãi trưởng. Tí nó trang điểm xong tôi cho các bạn xem Ngọc nó cắt mái. Oh my god, nhìn như diễn viên mới vậy. Còn hai đứa kia thì nó cắt mái trông thì cũng xấu hơn bình thường một tí thôi, nhưng không đến nỗi nào. Thảo Lê thỉnh thoảng đội cái tóc mái vào một tí. Và là Thảo Lê thỉnh thoảng đội cái tóc mái vào thì trông cũng được một tí. Không à, vừa vứt rồi à? Vướng à? Trang điểm thật là nhiều bước. Oh my god. Lại xin vía, nhìn ra lại xin vía. Nhà vía. Uống trà sữa này, ăn đồ ngọt này, ăn đồ nướng, ăn đồ cay này cũng không lên mụn. Thật là trộm vía. Thế đâu có phải là à đâu, nhưng mà chắc là tại là mình cơ địa có mụn nên mình càng ăn đồ ngọt nó càng lên. Ôi đúng rồi chị ạ, à, em thấy rằng vừa em ăn đồ ngọt xong mình mụn lên nhiều cực luôn. Ừ. Bây giờ em mới biết là ăn đồ ngọt lên mụn là có thật. Ừ. Kiểu da nó, da mình nó dày quá, mụn nó không nhòi lên được ấy. Cứ mụn nhòi lên cái là không sao là phải tịt. À, tịt kiểu gì? Bôi thuốc mà chị. Ừ. Không cho cơ hội để lên. Mình vẫn đang make up.
có cả hai người. Đứng ra xe kéo cháu đi. Tiếp theo mình sẽ đi. Ba, hai, một, chưa. Hai đứa bị bỏ thuốc mê, may là chị đến kịp thì hai đứa mới bình an vô sự đấy. Bỏ thuốc mê đấy ạ? À? Ai dám làm chuyện này với chị? Là con Vân. Ủa vậy chị? Vậy là hai tháng tỉnh cái tuyển hợp với nhau. Hai tháng tỉnh với nhau. Nó cảnh rừng chiếu. Với lại cái thằng đặng. Là con Vân. Với lại cái... Sầu riêng. Ôi chẳng sầu riêng. Nàng mua sầu riêng cho mẹ vứt vào tủ. Này. Thoạn không? Không. Ra được xem cảnh rừng chiếu. Hai đứa này vừa làm gì nhau đấy? Ngủ, chính xác là ngủ thôi. Ngủ với nhau. Ừ, ngủ không thức, thức mới nguy hiểm, còn ngủ thì không sao. 3, 2, 1, đồ kẹp. Sao cô bị Vân đe dọa từ bao giờ? Cô bị Vân đe dọa từ bao giờ? Sao không nói cho tôi biết rồi? Cô bảo đi. Qua bài kìa. Trần tiến là tuyển. Rồi, được không? Xin. 3, 2, 1, tiến. Giờ chúng nó đang ở trên đồn công an đấy. Cô bị Vân đe dọa từ bao giờ? Sao cô không nói cho tôi? Quay xong, không về. Đang chờ đợi một lời, một ai đó ngỏ lời rủ đi chơi. Anh đợi ai? À, không về mà đợi ai Văn Anh? Nó chỉnh nốt cái ảnh. Nó chỉnh nốt ảnh à? Chỉnh ảnh này câu giờ thôi. Chờ đợi một lời mời. Đây là xe tuyến tuyển về rồi các bạn ạ. Nó về rồi. Thế chắc là nó đang chỉnh ảnh thật.